Chào các bác, thì em giới thiệu cho các bác là những dòng mic cao cấp nha. Thì những dòng mic Shure là một trong những thương hiệu mic đứng đầu thế giới nghe các bác, mic Shure. Đây là những con mic Shure em ship Mỹ về. Nó bay về. Nó có nhiều model như là SM58 này, SM87A và Beta 87 đấy. Và em sẽ báo giá từng cái model, nó sẽ giá khác nhau nha các bác. Từng model giá khác nhau, nhưng mà từ cái nhỏ nhất đã hát rất là hay rồi, đừng nói chi đến những dòng Beta 87 hay là SM87 nha các bác. Model là SM58 là được dùng nhiều nhất tại vì nó tầm tiền và hát nó rất là feel về độ chi tiết cũng như là độ triệt âm của những dòng mic Shure, gọi là vô địch nha các bác. Đã hát như qua những dòng này rồi thì các bác khó mà hát những dòng kia. Thì các bác hát dòng này rồi thì các bác sẽ hát qua kia, các bác thấy nó khác rất là nhiều rồi. Thà mình chưa hát cái đây nha các bác, mình hát những cái dòng mà thị trường thì nó ok cũng được, nhưng mà khi đã hát cái dòng Shure rồi thì các bác sẽ có sự phân biệt rất rõ ràng. Mic Shure thì mic xịn nó khác ở những mic thị trường tầm rẻ tiền, nó khác cái chỗ thứ nhất là độ chi tiết về cái âm thanh hát, và thứ hai là cái triệt âm của nó rất là hay, nó không bị cuốn cái âm thanh tạp các bác, nó không bị cuốn âm thanh tạp. Nhiều cái mic thị trường nó hay bị là cuốn cái âm thanh tạp mà các bác đang hát, hay thì nó sẽ sơi nó cũng nghi mất. Còn cái thằng hàng xịn của Shure thì nó triệt âm rất là hay, cái nào không cần thiết nó sẽ tự triệt âm đi. Đây là model SM58 nha các bác. SM58 đầu thu là tất cả đầu thu là ULX-B4 nha. Bên em làm đầu thu cao cấp thôi nha. Nó có dòng đầu thu nhựa là ULX-B4 rỉ hơn rất là nhiều nha các bác. Đây là ULX-B4 SM58 một tay như thế này, bao gồm phụ kiện và pin sạc luôn, là giá là 8.200.000 nha. 8.200.000. Rất đẹp cho các bác. Tai mic rất đẹp luôn nha. Đây. Những dòng ULX-B4 SM58 hay là SM87A, đây là SM87A này các bác, còn đây là Beta 87, Beta nó cao. Đây. Nó có hàng là USA, sản xuất tại Mỹ, hay có đời nó sẽ là Mexico. Đấy. Đây là hai cây SM58 này các bác, cây nào cũng đẹp và đầu thu cực đẹp luôn nha. Bác nào cần bộ nào thì alo, đây là dây nguồn của nó nha các bác. Dây nguồn Shure. Made in Mexico. Dây nguồn. Thấy phía sau có đường ba lăng và 6 ly luôn nha. Nói chung là khi các bác mua những con mic Shure này thì đầy đủ hết tất cả các phụ kiện và pin sạc luôn nha. Con này cây này cũng USA luôn nha. Đây là tay SM58 nha các bác. Dòng này thì em giới thiệu rất nhiều rồi. Và hàng là về liên tục cho các bác nha, để phục vụ các bác mình chơi đồ xịn. Hát những em này thì sướng. Giá thành thì nó cũng không có cao. Nên so với mic mới mà chính hãng họ phân phối Việt Nam chúng ta thì giá nó gấp 3 lần các bác. Tại vì nó mang thế và giá thành họ là chút nữa. Còn hàng bãi bên Mỹ thì giá nó sẽ tốt hơn. Mỹ họ dùng và họ bán lại giá nó rẻ hơn so với là ở Việt Nam mình. Việt Nam mình đi mua một bộ như này mới nha. Ví dụ như các bác, một bộ mới như thế này nó khoảng là hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu. Mà mua ở Việt Nam chúng ta thì không có hàng Mexico hay là hàng USA đâu. Là hàng ở nước thứ ba hết rồi. Nó cũng là SM58 nhưng mà là nước thứ ba sản xuất. Còn đây là những bộ của Mexico và Mỹ nha. Đây là bộ TSM87A. TSM87A. Đấy. Nó giá là 10 triệu nha các bác. TSM87A là giá 10 triệu nha. Đây có pin luôn. Đấy, bộ này cũng là USA. Đấy, pin từ Mỹ về luôn các bác. Ở trong cái tay luôn. Còn bộ này là bộ Beta 87, nó sẽ cao hơn. Bộ này giá 12 triệu nha. Bộ này thì nó có cái adapter này, hay để các bác trưng bày này, nó có cái râu phía trước. Còn các bác nào mà không thích cái adapter này thì chúng ta gỡ đi và chúng ta gắn vào y như phía sau như thế này. Nó gọn. Bộ là bộ Beta 87 nha các bác. Bộ Beta nó sẽ có một cái viền màu xanh trước như thế này. Bộ này chắc là Mexico rồi. À, bộ này Mexico nha các bác. Đây, made in Mexico. Bộ Beta 87A Beta 87 là giá là 12 triệu nha các bác. Đây các bác đầu thu đi.
đẹp keng luôn nha. Bộ này có adapter để dài ra nhìn rất là ngầu. Beta 87 là giá 12, còn SM 87 giá là 10, còn SM 58 là giá là 8,2 triệu. Tất cả giá bao gồm phí ship nha các bác. Hàng là toàn hàng đẹp hết cho các bác nha. Bác nào mình muốn chơi mic xịn, mic cao cấp của Shure, chơi những mic này là gọi là đỉnh rồi, chúng ta không cần phải lăn tăn phải mua đi mua mic mua đồ nữa. Hay xài một cái nó rất đáng cái. Còn các bác nào mình ở tầm tiền thì có thể lựa chọn những dòng mic Audio-Mecca là CF, em vẫn giới phân phối cho các bác giá tầm hơn 3 triệu một tí. Là hai tay, còn những này là một tay nha các bác, một tay á, mở decker đó. Còn các bác mua mới nó deck không nữa, hai tay thì nhân hai giá tiền lên nha các bác. Nói chung là tiền nào của nấy nha các bác. Những con này là hát sướng. Các bác nào có tài chính thì mình cũng có thể đầu tư những bộ mic này để thứ nhất là hát sướng này, thứ hai là mình trưng bày trong phòng và đẳng cấp. Nó rất là đẳng cấp luôn. Các bác thể thấy trên những diễn đàn là ca sĩ thường hát hay sử dụng những bộ này các bác. Tại vì đây là thông dụng nhất này, ca sĩ ở Việt Nam chúng ta thường dùng cái bộ này này, SM58 này. Kể cả ông Phạm Nhật Vượng thì cũng phát biểu cũng dùng cái mic này nè các bác. Giám đốc chủ tịch VinFast đây các bác. Rồi, mọi chi tiết các bác mua xem sản phẩm các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Các bác ở xa thì cọc tiền, cọc triệu 2 triệu trở lên thì em ship hàng nha.